Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 1979 tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum, một trường học dành riêng cho công tác chăm sóc dạy dỗ nuôi dưỡng học sinh Lào đã được thành lập. Trong 10 năm hoạt động, trường góp phần đào tạo cho nước bạn Lào gần 1.000 cán bộ lưu học sinh. Hơn 60 giáo viên viên chức tham gia giảng dạy trong nhà trường thời điểm ấy, nay đều đã lớn tuổi, có người còn, người đã mất. Do vậy, họ luôn là minh chứng tiêu biểu cho tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Là một trong những giáo viên đầu tiên tham gia giảng dạy tại trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai Kon Tum thập niên 80 của thế kỷ trước, cô Nguyễn Thị Quán còn nhớ như in những tháng ngày cô công tác miệt mài dưới mái trường. Năm 1979, tỉnh A Tô Pư kết nghĩa với lại tỉnh Kon Tum là đưa cái khóa học sinh Lào đầu tiên sang Việt Nam để các em là tiếp thu cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam để trở về công tác ở A Tô Pư. Cái đặc thù của trường lưu học sinh Lào á là vừa dạy tiếng Việt cho các em, vừa dạy kiến thức cho các em, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng các em sinh sống tại tỉnh Kon Tum. Cứ một năm thì hai lần nhà trường tổ chức cho các em đi tham quan, ví dụ như ở Quy Nhơn hay là ở trong cái thành phố Kon Tum của chúng ta cũng vậy. Thì giáo viên vừa là người thầy vừa là người cô, nhưng đồng thời cũng như thế là cha mẹ, anh chị, em ruột dẫn dắt các em đi đến nơi về đến chốn an toàn. Vừa là giáo viên vừa là cán bộ giáo vụ, thầy Hoàng Văn Phúc nhận nhiệm vụ công tác tại trường khi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Dẫu gặp nhiều khó khăn, nhất là khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, nhưng thầy luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Thầy cũng là một trong những giáo viên có sự gắn bó sâu sắc với các lưu học sinh Lào từ những ngày đầu tiên trường mới thành lập. Về đó là tiếp xúc với các em một thời gian, thì tôi mới thấy là ở trường lưu sinh Lào là các em Lào rất là tình cảm với thầy cô giáo. Và cũng có một cái niềm vui của tôi, cái thời đó là tôi chưa có gia đình. Do đó mà tôi rất là hăng say trong cái công việc đối với nhà trường. Mọi cái công việc. Và hầu như không có đêm nào tôi không ngủ ở trường Lào. Quản lý nội trú luôn. Và tôi ở đó tôi gần gũi với các em như là anh em một nhà. Và thậm chí là các em là ăn cái gì tôi ăn cái đó. Và trồng rau, rồi tham gia sinh hoạt với các em. Đó là một cái kỷ niệm sâu sắc nhất. Trong cái thời gian ở trường Lào đối với tôi. Từng chiến đấu tại chiến trường Nam Lào, sau được phân công làm hiệu trưởng trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai Kon Tum từ năm 1985 đến năm 1987, ông Phan Đức Luận, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, luôn cảm thấy vinh dự tự hào khi công tác tại trường. Nếu như trước đây trong chiến tranh mình góp phần để giải phóng đất nước Lào thì bây giờ lại là mình gì nuôi dạy con em của các bộ tộc Lào ở các tỉnh Nam Lào như Atapu, Sê Công, như lúc bây giờ có cả em Bác Sắc, Bác Xế nữa. Thì tất nhiên là cùng với anh em, cán bộ, giáo viên, công nhân viên ở nhà trường tập hợp đoàn kết và có một cái tinh thần cao nhất, giống như là một cái phương châm mà như Bác Hồ đã nói, gọi là việc Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Cho nên là tôi cũng rất vui là với cái tình cảm và với trách nhiệm thì tôi cũng đã hoàn thành được hai cái khóa học cùng với anh chị em trước khi đi nhận nhiệm vụ mới. Với những người thầy, người cô từng trực tiếp công tác giảng dạy tại trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai Kon Tum, không gì vui hơn được gặp lại các học sinh Lào đã từng học tập tại đây. Có thời kỳ các em ở bên Lào sang bên này đi công tác hoặc là đi làm một cái việc gì đó thì các em đều tới nhà chơi, đồng thời cô trò cũng tâm sự. Rồi sau này một số em học sinh ở Atapu học Đại học Sư phạm ở Quy Nhơn thì tôi cũng rất may mắn là được hướng dẫn các em thực tập hay là học ở trường cao đẳng Sư phạm Kon Tum.
tôi cũng được hướng dẫn các em thực tập, cho nên cái tình thầy trò của những buổi đầu đối với học sinh Lào thì nó hầu như gắn bó lại, và cái kỷ niệm đối với người Lào thì nó lại càng thân thiết hơn. Nên thành lập cho cái chúng tôi được thành lập một cái ban liên lạc về học của cán bộ giáo viên công nhân viên của trường Lưu Sơn Lào trước đây, và nếu tiến hơn nữa thì chúng ta có thể thành lập một cái chi hội hữu nghị Việt Lào nhân kỷ niệm 40 năm mà Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị với Lào, thì đó là một cái vinh dự lớn cho các anh em đã từng cống hiến ở tại trường Lưu Sơn Lào. Trải qua 55 năm, mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, khăng khít. Đối với những con người từng góp phần vun đắp tình đoàn kết keo sơn tốt đẹp đó, họ luôn mong muốn được tiếp tục cống hiến, gìn giữ mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu hơn truyền thống tốt đẹp này.